Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa huynh đệ kính mến, kính thưa chư quý vị, tiếp tục chương trình học viện 6 của chúng ta hôm nay là kỳ học thứ 62. Chúng ta sẽ học cái phần kết thúc ác mê si. Tôi xin phép đọc lại chánh văn, tức là thánh ngôn của Đức Thầy chỉ dạy, và chúng ta sẽ nương vào đoạn thánh ngôn này mà bàn bạc ý nghĩa. Đức Thầy dạy rằng: hãy xóa bỏ các điều mê tín, quy thuận theo tinh thần đạo đức, lánh chúng mê lầm, tỉnh cơn mộng quyển, phá tan màn vô minh che mờ tâm trí, lần bước lên con đường đạo hạnh, đi đến chỗ bất diệt bất sanh. Xin thưa quý vị, hôm nay mình sẽ tìm hiểu đoạn trong quyển 6 vừa đọc trên. Thưa chư đồng đạo, tôi thiết nghĩ làm người, nhất là người tu, mình cố gắng làm sao mình chăm chú nghe lời của Đức Phật, Đức Thầy đã chỉ dạy, và luôn luôn có cách để quay lại và thực hiện cái pháp môn, để bằng mọi cái hình thức nào đó trong đời sống tu tỉnh của mình, để mình tiêu trừ được những cái nghiệp, những cái mê mờ, những cái tối tâm trong cõi lòng của mình. Hầu dẹp được những cái ham muốn mà đạt được cái thành tựu của trí tuệ. Để thành tựu được cái trí tuệ thì xin thưa quý vị, cũng không phải là chuyện dễ đâu. Không phải là chỉ ăn chay, cúng lại hai thời, rồi ai làm sao mình làm vậy, rồi ai thích sao rồi mình cũng thích thế, thì không thể nào chúng ta có thể tiến đến sự an lạc được. Cho nên giữa mê và giác đó, xin thưa quý vị, chỉ có cái chuyện là lặt qua và lặt lại thôi. Cho nên Ngài Thanh Sĩ nói: mê với tỉnh ti hai hình dạng, nhưng cũng đều do bản tâm sanh. Cũng từ nơi mình cũng có thể làm Phật, mà mình cũng có thể làm ma. Mình cũng có thể là trí tuệ, mà mình cũng có thể là mê mờ. Cho nên mình đời sống tu tỉnh á, mình làm sao mình tiêu trừ, mình làm cho hết cái vọng niệm, hết cái khổ khó trong đời sống của mình, để mình tiến đến cái ngưỡng cửa an lạc của tự tâm. Đó là điều quan trọng nhất. Từ chỗ đó, những cái pháp môn mà Đức Thầy chỉ dạy thì chư đồng đạo mình phải luôn luôn ứng dụng vào cái đời sống tu tỉnh của mình, để ngay trong cái hiện đời này chúng ta nhận ra như thế nào là tối tâm của mê mờ, và như thế nào là sáng suốt của tự tánh, để mình mới có thể dẹp hết tất cả các phiền não, các khổ khó trong thân cũng như trong tâm của mình. Còn bằng không là, xin thưa quý vị, có thể trong đời sống tu tỉnh của chúng ta thì chúng ta có thể gieo trồng được phước báo, chứ không thể nào mà đoạn được cái mê si, cái phiền não để được chứng ngộ. Cho nên mà muốn đoạt được cái phiền não để chứng ngộ thì đòi hỏi mình cố gắng, mà không phải cố gắng trên văn chương, cố gắng trên ngôn ngữ, mà mình phải thật sự quay trở lại lòng mình, thật sự sống với cái nội tâm của một người quyết tảo trừ
quyết buông bỏ mà thực hiện pháp môn, thì may ra trong một cái đời sống hiện tại này, của một cái kiếp làm người, chúng ta có thể đạp đổ mê đồ và tấn triển cao hơn trên tinh thần tiến hóa về cảnh an lạc. Thì cái bài học hôm nay sẽ cho chúng ta được hiểu nhiều khía cạnh về vấn đề pháp hiểu cũng như pháp hành, để nhằm mục đích mình cải hóa được tâm mình, để mình sống cuộc đời nhẹ nhàng, ứng dụng chánh pháp lời của Đức Thầy vào cuộc sống, để chúng ta không sinh ra những nghiệp lực. Và điều quan trọng hơn là mình gieo được nhân duyên thiện lành với tất cả mọi người xung quanh, để đời sống này được an lạc, và khi thân hoại mạng chung, chúng ta có đủ điều kiện để giải thoát sinh tử luân hồi. Cho nên cái căn bản thiết thực nhất đó mà Đức Thầy dạy là hãy xóa bỏ các điều mê tín. Xin thưa quý vị, mê tín là cái gì? Chư đồng đạo chúng ta xét nghĩ, tín tâm thì ai cũng có. Huynh đệ mình có tín tâm mới tu, tin vào Phật, tin vào chân lý của Phật và tin vào khả năng tu tỉnh của mình. Ai cũng có tín tâm hết. Nhưng mà cái tín tâm đó phải là chánh tín, phải là niềm tin đúng đắn. Thì chính cái niềm tin đúng đắn đó, nó mới cho chúng ta con đường chân thật để đạt được cái thành tựu của trí tuệ. Còn nếu cái niềm tin của chúng ta không đúng đắn, gặp đâu cũng tin, rồi ai nói gì cũng nghe mà không có suy xét, đó là chánh tà chơn ngụy, thì xin thưa quý vị rất là nguy. Nên Đức Thầy dạy chúng ta đừng bạ đâu tin bướng nghe càng, làm ngu muội đọa thân uổng kiếp. Được kiếp người quý lắm mà mình mê tín, mình không có nhận ra cái ánh sáng, không có nhận ra cái điều cần phải tin và phải tu. Và càng có cái tín tâm nhiều chừng nào trong vấn đề mê tín, thì đồng nghĩa với cái sự mờ mịt của chúng ta càng sâu hơn. Cho nên cái đức tin của chúng ta phải là chánh tín. Thì ngoài cái việc mà đức tin của chúng ta chánh tín, thì sự truyền bá giáo pháp của Đức Thầy đến quảng đại quần chúng, đến mọi người xung quanh cũng phải bằng nhiệt tình. Chính từ nhiệt tình tu, nhiệt tình làm việc đạo, thì anh chị em đồng đạo huynh đệ mới nương vào sự nhiệt tình đó và sự chánh tín của mình, và người ta lại bắt đầu thêm chánh tín. Còn mình tu mà mình không thật sự truyền bá và không thật sự tu tỉnh, thì xin thưa quý vị, đây là một điều kiện để khiến mê tín sẽ tràn lan. Cho nên Ngài Thanh Sĩ đó, Ngài nói đến mê tín, một cái nguyên nhân quan trọng đó là do một cái số người tu dối, tu không chân thật. Cho nên người ta ngán ngẩm đến Phật, người ta ngán ngẩm đến giáo pháp, cho nên người ta không có gần gũi. Mà không gần gũi với giáo pháp thì chư đồng đạo mình nghĩ sao? Thì đó là cái nguyên nhân lần lần dẫn đến mê tín. Cho nên cái mình mà mê tín, mình tu không đàng hoàng, thì cái chuyện đó là một chuyện của mình, nhưng mà nó còn có tác hại là dẫn đến cho người khác lại bắt đầu xa dần Phật pháp, để tiếp tục mê tín nữa, cho nên nó cộng thêm cái khổ. Từ chỗ đó Ngài Thanh Sĩ dạy: sở dĩ nền Phật giáo mờ lu là do những kẻ tu dối ấy. Khắp thế giới chùa chiền đầy giấy, thật tu hành có mấy người đâu. Làm cảnh chùa mắc nghĩa cao sâu, thành ra chỗ để cầu tài lợi. Sai lầm ấy nhiều người biết tới,
vẫn để nguyên không đổi sửa ra, khiến cho nguồn chân lý sâu xa lần lần biến thành ra mê tín. Cho nên mà tu không chân chánh, tu không có thật sự vì mục đích giải thoát giác ngộ cứu độ chúng sinh, thì cái Phật giáo từ cái chính tín mà trở thành cái mê tín. Vậy thì cái mê tín nó dẫn tới tác hại của mình, của một đời sống, của một kiếp người đọa thân khổ sở. Nó còn dẫn đến một cái ảnh hưởng là đến những người xung quanh sẽ chịu tác hại trong vấn đề đó, khi người ta không còn niềm tin nơi Phật Pháp, nơi con đường giác ngộ. Cho nên mình trả ơn Đức Thầy của mình trong đời sống tu tỉnh, thì chư huynh đệ mình phải làm sao thật sự là chánh tín, phải thật sự là có cái niềm tin đúng đắn, phải thật sự là tu tỉnh đúng đắn. Thì chính cái điều đó đó làm cho cái giáo pháp và cái lời của Thầy Tổ được hưng thịnh. Do đó Đức Thầy dạy hãy xóa bỏ hết tất cả những điều mê tín. Vậy thì xóa bỏ có nghĩa là gì? Là làm sao cho nó không tồn tại nữa, mà trước nhất là nó không tồn tại trong tâm của mình, trong tư tưởng của mình. Bởi vì nó là mê mờ, nó là dị đoan, nó là con đường của sự tối tâm và thối đọa. Cho nên người tu muốn tiến hóa xa hơn, cao hơn trong tinh thần tu tập, thì phải làm sao ngăn ngừa cái mê tín đó. Thì thường thường nó, xin thưa quý vị, ngoài cái mê tín của tự tâm đó ra, nó dẫn đến người này người kia vậy, nó còn một cái sự mê tín, đó là tập quán. Cái tập quán của truyền thống của gia đình, rồi truyền thống của quê hương. Có nhiều cái người dân, xin thưa quý vị, trong làng, trong xã, trong gia đình rất là mê tín, có những cái tập tục để lại hoàn toàn không có chánh đáng mà chúng ta vẫn giữ, vì chúng ta không có hiểu rõ, không có nhận ra được nhân quả, không có nhận ra được tội phước, và chúng ta luôn luôn sợ có lỗi với đấng thiêng liêng. Cho nên chính sự tin tưởng đó mà nó mờ mịt, nó dẫn đến mê tín. Nên có những cái gia đình, xin thưa quý vị, người ta cúng lệ, người cúng lề, người cúng cuối năm, cúng đầu năm, cúng cuối tháng, cúng đầu tháng. Người có những người ta cũng cúng chay, nhưng có những người ta lại sát sanh hại vật. Người xin cái mê tín, cái nó tạo ra cái tội lỗi. Mà hãy mê tín như vậy thì không bao giờ có thể có trí tuệ hay có sự giải thoát. Đời sống tu tỉnh của chúng ta quá mềm yếu, cho nên đối với các hiện tượng thiên nhiên, đối đến các bậc thiên liêng, chúng ta không có cảm nhận được lòng từ bi của các ngài, mà chúng ta đâm ra sợ sệt. Chúng ta sợ vị này quở, vị kia phạt. Xin thưa quý vị, mình tu tỉnh, mình tu ít xịu kìa, mà mình còn có lòng từ bi, thì các ngài sao? Có tâm lớn lắm. Cho nên không có vì một cái tình riêng hay vì một cái cá nhân nào đó mà để ban phước hay giáng họa cho mọi người. Mình phải luôn luôn hiểu vậy. Cho nên những cái tập tục nào mà không chân chánh, những cái tập tục nào mà mê tín dị đoan, chúng ta phải bỏ. Ngày xưa mình có nghe kể lại, và cũng có một vài lần mình đọc mình thấy á, có cái tục là chôn người sống. Tức là có một vài nơi á, là có những người giàu có, họ có tiền, rồi họ mua nô lệ về để phục vụ, để chăm sóc. Tới chừng mà họ mất rồi thì người ta chôn nô lệ theo. Thì xin thưa quý vị, những người đó họ cũng đâu có cam tâm chịu chết. Họ khóc lóc, họ nài nỉ, họ bi thương lắm. Xin thưa quý vị, đó là một sự mê tín, sự nhẫn tâm. Người ta cứ tin tưởng rằng là linh hồn mà đi xuống dưới cái cõi dưới đó thì chôn người theo thì có người đó theo hầu. Mình xin tin tưởng lạc lầm đó, nó dẫn đến cái khổ khó cho người này, khổ khó cho người nọ. Hay trong lịch sử ghi lại những cái việc mà mấy ông chồng có quyền thế chết thì chôn mấy người vợ theo, mấy người vợ bé và nhỏ chôn theo. Biết bao nhiêu người đã khóc than, nỉ non,
Bởi vì những cái chuyện mà mê tín, những cái chuyện đó nó xảy đến rất là khổ. Nên chúng ta phải làm sao sống được với cái chính tín. Một cái đời sống tu tỉnh là đời sống trí tuệ. Đừng vì mê tín mà gây nên tội lỗi, ảnh hưởng tới cái đời sống của mình và ảnh hưởng tới cái đời sống của người. Mình cũng không có sợ về vấn đề bùa chú, về vấn đề yếm thư gì cả. Là bởi mình tin Phật, mình tu Phật, mình thật sự tìm về sự bình an. Thì xin thưa quý vị, mình không có cái tâm xấu, thì dù cho người ta có cái tâm xấu với mình đi chăng nữa thì cũng không có thể nào liên can được. Và khi mà chúng ta phát tâm giữ giới và niệm Phật, làm y như lời của Đức Phật, Đức Thầy chỉ dạy, thì luôn luôn có long thần gia trì, luôn luôn có những bậc chơn thiện thánh đức để theo ủng hộ chúng ta. Và những cái thế lực mà thuộc về mê tín đó cũng không làm gì được. Bởi vì chúng ta hiểu nhân quả và đi đúng con đường tu. Trong chuyện thiền kể lại, có một cái vị thiền sư, ngày cắt cái chỗ ngồi thiền cặp cái đạo quán của cái ông thầy Pháp. Và từ khi mà cắt cái chỗ đó ngồi thiền đó, xin thưa quý vị, có vài người người ta đến, người ta cũng rất kính trọng, và người ta ủng hộ, và người ta nghe Pháp. Thì lần lần nữa người ta lại ít ghé cái đạo quán của ông đạo sĩ. Cho nên ông ta giận. Ông ta yếm nhiều loại bùa, nhiều loại chú. Ban đêm như vậy á, khi mà thiền sư ngồi thiền thì lại thấy có những cái hiện tượng rất lạ là phá quấy. Nhưng mà ngài vẫn bình thường, tâm ngài vẫn ổn định. Ngài bảo rằng nếu là thiện thì không phải là ác, nếu là phúc thì không phải là họa, hay ngược lại, nếu là họa thì không phải là phúc. Nếu ta không có cái nghiệp với tất cả những oan hồn tưởng tử đó thì ta sẽ không sao. Thưa quý vị, ông vẫn tiếp tục bình thản ngồi thiền sống. Lần lần đạo sĩ dùng hết khả năng và vẫn không làm gì được, cho nên buồn tẻ bỏ đi. Thì xin thưa quý vị, cho nên mình hiểu được Phật Pháp, mình cảm nhận được điều này trong đời sống tu tập. Mình lấy từ bi để mình đối đãi, mình lấy cái sự mà nhân hòa của đạo Phật để ra tế thế độ dân. Và chính cái điều mà nhân hòa từ bi đó, đó là tinh thần chánh tín. Từ chỗ đó mình mới thấy, dù họ có làm đau khổ hay họ có ý gì với mình đi chăng nữa thì cái chuyện đó của họ, mình vẫn một mực làm lành, vẫn một mực làm thiện đi tới. Nếu cái nghiệp của mình không có oan gia với ai thì chắc có lẽ chúng ta sẽ bình an thôi. Chúng ta tin tưởng cái giáo pháp của đạo Phật, cái lời dạy của Đức Thầy sẽ đưa chúng ta đến sự an lạc. Cho nên ngài Thanh Sĩ dạy, đạo Phật là độ tử độ sinh, đạo Phật vốn trọn lành trọn sáng, đạo Phật chẳng nói làm mù quáng, đạo Phật không mê tín gì đó, luôn luôn chánh tín, mà cũng không có làm cái chuyện gì mù quáng mơ mịt. Rất là rõ ràng trong sáng như thế. Thì cái đời sống tu tỉnh của mình, mình thấy, quý vị thấy đó là trí tuệ không? Rất là có trí tuệ. Thì có trí tuệ có cái gì đâu mà mịt, có gì đau khổ. Cho nên cái cương yếu đầu tiên của cái người để đạt được cái thành tựu trí mà diệt cái tâm mê si của mình, đó là hãy xóa bỏ các điều mê tín. Sao mình phải xóa bỏ? Từ cái tâm của mình cho đến tập tục của mình, hay những người nào đó họ mê tín, họ làm khổ đau mình, mình cũng lấy lòng từ bi bình thản sống với chính mình. Từ chỗ đó chúng ta sẽ đi thêm một bước nữa. Một bước gì vậy quý vị? Đó là bước quy thuận theo tinh thần đạo đức. Xin thưa quý vị, đạo đức là gì? Đạo đức có nghĩa là tâm lành, là đời sống nhân thiện.
nói chung là đạo lý và đức hạnh, tức là những việc làm tốt, những lẽ phải mà chúng ta cần phải thực hiện. Hay nói cách khác là đạo, tức là cái con đường tu tỉnh. Mà khi chúng ta tu tỉnh được bình an, được thanh tịnh, thì nó phát sanh ra đức. Vì đạo đức là con đường tu hành, con đường thực hiện điều thiện, đó là đạo đức. Thì mình làm sao mình phải quy thuận để mình sống với cái điều đó. Từ Nguyên Từ Điển giải thích: đạo giả vật chi sở do, đức giả vật chi sở đắc, do chi nải đắc giả. Có nghĩa là đạo là điều mà ai cũng phải cần theo, đức là điều mà ai cũng phải cần được. Vậy thì hễ có theo, có được, theo cái gì? Theo con đường tu hành. Thì tu hành là được cái gì? Được con đường thanh tịnh. Thì có tu hành, có được con đường thanh tịnh như vậy thì gọi là đạo đức. Cho nên Từ Hải Từ Điển còn giải thích: thông xưng chúng nhân, ưng tuân từ chi lý, pháp cập hành vi chi thiện, ư lý pháp giả dị chi đức. Có nghĩa là nói chung cho mọi việc phải, việc lành, việc thuận mà chúng ta cần phải noi theo, nó phù hợp với cái lẽ phải thì kêu là đạo đức. Mình sống cuộc đời, mình tu, mình phù hợp với cái thiện, với cái lẽ phải, đó là đạo đức. Thì đạo đức là cái con đường tu tỉnh của mình để mình được an lạc. Thì mình làm sao? Mình phải quy thuận tinh thần, mình phải quy theo cái tinh thần đạo đức đó. Vậy thì quy thuận tức là tuân theo, làm theo, mà tinh thần là đường hướng, là sự sâu sắc cốt yếu. Mình phải làm sao quy thuận trở về cái điều cốt yếu của đời sống tu hành đạo đức của mình, thì cái nghiệp tội của mình, cái mê mờ của mình trong quá khứ mới hết, và cái thiện lành, cái tốt đẹp của đời này mới có thể phát triển được. Còn mình không quy thuận con đường đạo đức, không trở về cái chỗ chánh lý chánh chân để tu, thì xin thưa quý vị, chúng ta khó có thể mà xóa bỏ hết các nghiệp cũ, những cái việc làm tội lỗi của nhiều đời, nhiều kiếp trước. Cho nên bây giờ hiểu được đạo đức giống như là một cái chất, cái chất đó như cái chất phèn, để vào cái nước mà quậy vậy đó, thì xin thưa quý vị, cái nước đó nó sẽ trong, cặn nó sẽ lóng lại. Tâm của chúng ta sinh ra cõi đời mang mệnh những cái nghiệp quá khứ nhiều lắm, của nhiều đời nhiều kiếp cộng lại, nó ô hộp. Bây giờ đạo đức là một cái nguyên liệu, là một cái chất để mà chúng ta đi vào lòng để tu tập, để nhằm mục đích là định được tâm. Cho nên đạo đức còn gọi là định tâm châu, là thanh tịnh châu, là hạt ngọc quý báu làm cho tâm bình an, để mình dần hết tất cả các nghiệp khổ, để ngày nào có đủ trí tuệ mình mới lội hết tất cả các cặn cáo ra. Hay là cái phương trình đạo đức là phương trình của định. Mình cần phải niệm Phật, cần phải cúng lại. Trong mỗi thời cúng lại của mình, trong mỗi giờ phút mà niệm Phật của mình, cũng như đối nhân xử thế mà sống trong tâm của từ bi, thì xin thưa huynh đệ anh chị em mình, đó đều là đạo đức hết. Thì nhờ sống với cái đạo đức đó, nó đủ cái điều kiện, nó gom hết tất cả các phiền não của nhiều đời nhiều kiếp, mà tất cả các phiền não nghiệp luật đâu, nó không có phát sinh. Nó không phát sinh thì sao? Một ngày nào chúng ta đủ trí tuệ, đủ cái công năng mà phát triển được cái trí thanh tịnh của mình, mình mới có thể đoạn được cái nghiệp của quá khứ. Đây là cái tầng tu của chúng ta cao hơn chút. Cho nên mình tu thời gian mà mình thấy lỗi người, mình thấy ai hay là mình bức rứt, thấy ai giàu hơn mình không ưa, bình thường không nói, thấy người ta được cái gì, cái đặc điều nói này nói kia, xin thưa quý vị, đó là cái nghiệp nó khởi lên. Cái nghiệp của gì vậy? Của tham sân, cái nghiệp của buồn phiền, cái nghiệp của ganh tị ích kỷ. Thì cái nghiệp mà nó khởi là tội nó đến. Làm sao mình gom lại, thấy cái hạnh phúc của người cũng như là cái hạnh phúc của chính mình, thấy cái lỗi lầm của người
là luôn luôn quay lại giờ mình để mình có cái sai trái đó không? Thì có cái tu tỉnh như vậy thì tinh thần đạo đức của chúng ta mới sáng. Chuyện kể là ngày xưa có một cái vị vua sau thời Đức Thế Tôn, đó là ngài A Dục Vương, là được coi là một cái ông vua rất là bạo ác. Khi mà ông đi ra ngoài thành đi dã ngoại, mà các cung nữ lâu lâu mới có dịp đi ra ngoài, cho nên nhân cái đó mà cũng đùa giỡn, cũng vui, cho nên không có quan tâm chăm sóc cho vua, không có quay quần bên vua. Từ chỗ đó vua giận, vua đem ra chém hết. Rồi vua lại cho xây một cái công viên rất là vui đẹp, và công viên đó có một cái con đường đi sâu vào, và trong đó như một cái địa ngục trần gian. Ai vào trong đó là coi như là không có đường ra, phải bị chết hành hình. Xin thưa quý vị, ở ngoài thì đẹp xinh, mà ở trong như vậy đó là ghê gớm. Những người mà tội với vua, những cung nữ mà làm vua không hài lòng, thì vua đều đem đi vô cái địa ngục đó để hành hạ như là cảnh ở dưới, ở cái cõi khổ đau địa ngục. Cho nên những cái người da dẻ tốt đẹp, những cái người vẫn còn xinh xắn mà đem vào cối rồi dỗ, rồi những cái chảo dầu mà sôi ùng ục đem vô để mà nấu, trong đó nó vang lên những cái tiếng la, những cái lời than oán, những cái nỗi khổ đau chồng chất ngút tận trời xanh. Và rất nhiều người dân người ta than oán cái ác của vua, vì vua không có tin Phật Pháp. Thì một hôm như vậy, có một cái vị tỳ kheo tu hành, ông đến cái vườn để tham quan, đi sao lạc vào cái vô cái địa ngục đó. Thì nên, mấy người trong đó mới bắt ông đem đi vô nấu. Ông khóc, mấy người dưới ngục nói ông tu hành mà sợ chết, chưa dị chân mà đã khóc rồi. Ông nói tôi mới tu, chưa có cái được phước báo, mà chưa có được sự an lạc gì hết, mà vô đây dính ở trong này rồi bị chết, không tu hành gì được, cho nên tôi buồn khổ. Thôi bây giờ các ông cho tôi 7 ngày đi, cho tôi tu 7 ngày rồi hả đem tôi ra, rồi muốn làm gì làm. Thì mấy cái người ở trong đó nghe nói cũng có lý, và đây là một người tu hành, cho nên cũng chấp thuận. Thưa quý vị, cái vị sa môn này nhìn từng người bị hành hạ như thế, nhìn từng người chịu khổ đau như thế, nhìn những con người lại sát hại những con người, cái nhân tri, cái lương tâm, cái cõi lòng nó không còn nữa, trên có con người nữa. Cho nên ngài quay lại, ngài quán cái tính từ bi, ngài thực hiện cái con đường mà Đức Phật đã dạy. Thì trong 7 ngày ngài chứng quả A-la-hán. Tới chừng mà đem ngài vào đó, xin thưa quý vị, vô cái chảo dầu mà đốt, lửa đốt gì đốt, nhưng mà ngài vẫn bình an. Thấy cái chuyện đó, người ta, cái người trong ngục đó mới đem về trình báo với vua A Dục. Vua A Dục cái tính rất là nóng, cho nên lập tức đi đến đó, cho lửa đốt lớn để ngài vào, thì ngài bay lên hư không. Vua A Dục mới suy nghĩ là cũng là một con người, tại sao mình thì đầy những cái dãy gớm ghê, còn người kia thì cái người lại thanh tịnh, được những cái thần thông tự tại. Thì xin thưa quý vị, từ đây vua A Dục mới nói rằng ngài có thể xuống đây để chỉ cho tôi những cái điều bình an để tu hành. Thì cái vị đó mới trở xuống nói với vua A Dục. Thì từ từ cái vua A Dục quy thuận trên tinh thần của Phật Pháp, và cái người này lại bắt đầu bay đi. Thì xin thưa quý vị, người ngục tốt á, thấy vậy á, mới bắt vua A Dục lại, nói ngày xưa đó mà ngài ra cái lệnh là ai vào đây thì không được quyền ra, bây giờ ngài vào đây thì cũng không thể ra,
Vua A Dục cũng giật mình, nhưng nói ngươi là cái người vào đây trước, cho nên tính ngươi trước. Sau khi mà tính cái ông cai ngục đó xong thì cái ngục đó vua A Dục cho dẹp. Rồi sau ngày ngày quy y với tổ U Ba Cúc Đa và quy thuận với tinh thần Phật Pháp và truyền bá Phật Pháp một cách rất là đắc lực. Rồi các vị mà tăng tài của thời đó được vua A Dục đi cử khắp nơi để truyền bá cái giáo pháp của Đức Phật và những cái thánh tích của Đức Phật, thì vua A Dục cho dựng mấy cái trụ đá để tên, để sự kiện, để ngày giờ. Cho nên bây giờ là thánh tích của Ấn Độ mà còn là nhờ vua A Dục dựng mấy cái trụ đá đó. Cho nên người sau mới hiểu đó là cái nơi mà Đức Phật hạ sinh, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, vân vân. Cho nên từ khi mà nhận được cái con đường, cái giá trị của đạo đức và nhận ra cái sai trái của mình, vua A Dục đã quay trở lại tinh thần tu tỉnh, trở thành một cái người phụng sự đạo đức rất là đắc lực. Thì chẳng những đem cả thân tâm của mình ra tu, mà còn đem cả trí năng, đem cả những cái sức lực của mình ra phụng sự Phật Pháp. Đây là một cách mà chúng ta thấy rằng người xưa, mặc dù là những người tội lỗi, những người lúc chưa biết đạo là những bàn tay gớm máu, những trái tim vô hồn, những con người bạo ngược, nhưng mà từ khi biết đạo đức, quy thuận cái con đường Phật Pháp tu, thì trở thành một cái bàn tay dịu hiền, một cái trái tim từ bi, một cái con người nhân nghĩa, một con người phụng sự đạo đức để đắc lực. Nhờ thế mà xóa bỏ được những cái nghiệp cũ của tự tâm, trở thành một bậc thanh tịnh. Mình xin thưa quý vị, đọc những cái chuyện như vậy, mình mới thấy rằng cái người xưa người ta trở về với đạo đức, người ta tu quyết liệt lắm, người ta thật sự tu tỉnh lắm, cho nên người ta không có sinh ra cái phiền lụy nghiệp được. Người ta biết được cái kiếp này là cái kiếp mà mình cần phải đoạn, chứ để thêm một kiếp sau nữa thì khổ lắm, chắc chắn phải trả cái nghiệp cũ ghê gớm lắm. Cho nên bây giờ phải cương quyết, phải chứng thánh trong cái kiếp này. Cho nên chư đồng đạo mình tu, mình có biết rằng là kiếp sau mình có còn làm người nữa không? Mình có còn tu được nữa không? Cho nên từ cái chỗ đó mình phải cố gắng tinh tấn. Đức Thầy dạy kiếp chót này đây há lại tiếc chi thân phàm tục, để một đời một kiếp này mình có thể được giảng sinh thì mình mới có thể trả được các nghiệp quá khứ oan khiên. Còn bằng không mà xin thưa quý vị, còn tiếp tục sinh tử, còn trầm luân là chưa có bảo đảm. Bất quá có phước người có thể tu tiếp tục thì cũng tốt, nhưng mà sợ cái nhân duyên, cái nghiệp lực nó không như cái ý niệm của mình, mà nó cộng cùng của những kiếp quá khứ, thì chúng ta khó có thể thành tựu. Cho nên ngày giờ nào cảm nhận được Phật Pháp, cảm nhận được con đường tu, mình phải quy thuận Phật Pháp, là quyết chí hạ thủ đời sống tu của mình, phải cố gắng một đời này để nguyện giảng sinh Tây Phương, để về cảnh an lành của Đức Phật. Để làm sao mà định hình được điều đó khi mà thân hoại mạng chung, để mình sống trọn với cái đức tin, cái con đường tu tỉnh của mình, thật sự hành đạo. Trong số những bậc tín đồ cao niên vào cái thời của Đức Thầy ra đời, thì có một cái số vị ta không có tin Đức Thầy. Trong đó có ông Nguyễn Kỳ Trân. Ông Nguyễn Kỳ Trân tức là ông Chính Diệm á. Chứ đồng đạo mình quê ở Đồng Tháp, ở Lâu Dung, Lấp Giò thì chắc có lẽ biết. Ông Chính á, sinh năm 1863 và mất năm 1972. Ông là người gốc ở Mỹ Hội Đông, Chợ Mới. Thì trong cái bài vị của ông á, khi mà làm cái tiểu sử của ông á, mình nhờ quý vị người ta biết, người ta đọc cái bài vị á, ông có cái đạo hiệu là Khiêm Nhật Sang Đạo Tiên Sanh. Lạ ha. Chữ khiêm giống như khiếm mà chữ nhật là ánh sáng, là ban ngày. Khiêm nhật là
cái ánh sáng nó không có bởi ông mù. Mà sang đạo, chỉ sang cũng nghĩa là sáng đó. Đạo là ở bên trong á, tức là cái ở bên trong nó sáng. Ông có cái bút hiệu là tuy là mù nhưng mà bên trong nó sáng, tạm hiểu là vậy. Tiên sanh tức là cái tên của những người tu, của những người theo cái học thuyết nho học, người ta thường gọi mình là tiên sanh. Thì ông là học trò của Tú Tài Thường á, ông phải là tầm thường. Từ thỏ bé ông đã bộc lộ bản chất thông minh và hiếu học của mình, cho nên ông rất giỏi và thông thạo về vấn đề nho nôm cùng những điển tích lạ. Khi mà nghe Đức Thầy ra đời, ông không có đặt lòng tin. Cho nên ông đã làm những cái bài thơ tương đối là khó. Rồi khi làm xong vậy đó, xin thưa quý vị, ông mời mấy cái vị mà cụ đồ nho trong làng á tiếp tục bàn bạc, rồi đưa câu thế chữ đưa vào, và cuối cùng không còn cái gì sửa được. Theo cái cách nhìn của ông, ông nghĩ rằng là nếu lên trển mà hỏi Đức Thầy đó, thì chắc chắn là Đức Thầy với cái tuổi còn nhỏ như thế thì không thể nào hiểu được. Ông đinh ninh như thế. Cho nên là khi đi, ông nói nếu mà ông mà hỏi mà Đức Thầy mà trả lời được thì ông đi bộ về. Xin thưa vị, lên trển chưa gì hết là Đức Thầy đã nói thẳng tâm lòng của ông và trả lời một mạch những bài thơ của ông. Ông làm thinh. Thưa quý vị, lúc mà ông đi về, ông đặt niềm tin nơi Đức Thầy. Mấy người kia người ta cũng chọc, nói ông chính. Thôi ông đi bộ về đi. Ông nói tôi biết lỗi tôi rồi, còn đi bộ gì nữa. Nên thưa vị, ông là cái gia đình của ông có cái duyên lớn lắm. Các ông như ông Quỳnh Hiệp Hòa, ông Nguyễn Thanh Tân rồi đó, đó là kêu ông bằng cậu, cậu ruột á, cái dòng họ đó. Thì bây giờ đó, mình mới thấy rằng là những cái bậc tiền hiền xưa cũng không có tin. Nhưng mà khi mà hiểu rồi á, thì người ta mới quy thuận. Từ đó về sau, ông kính trọng Đức Thầy. Ông tu tập, và khi mà ông tu, có rất nhiều những cụ đồ nho, những người mà hồi xưa có cái niệm mà không thích, thì bây giờ trở lại quy thuận. Tôi nhớ ông có nói một cái câu trong cái bài thơ ông hỏi Đức Thầy. Ông nói bất tận tam tâm danh lợi khách, đáo đầu thâm mảnh niệm từ bi. Bất tận tức là làm cho hết. Tam tâm tức là quá khứ tâm, hiện tại tâm, vị lai tâm. Danh lợi khách tức là cái người thế gian này là người khách, là người danh lợi. Đáo đầu là hết lòng, đáo đầu là trở lại, mà thâm mảnh tức là sâu sắc, là hết lòng. Niệm từ bi tức là tu. Thì Đức Thầy dạy ông, trả lời ông một câu rất là sâu sắc trong chỗ này. Đó là vạn vật an ninh thông điệp khách. Thì chúng ta có thể hiểu, ngoài cái vấn đề vạn vật ở bên ngoài, thì còn ở trong tâm này nè. Trong tâm này, tất cả các vật ở trong tâm này nè. Vô nhất vật tức là an ninh, nó yên ổn. Thì tất cả các thứ nên gọi là thông điện. Nó giống như là một cái đường vậy đó, nó không có bế tắc. Thì cái người khách ở trần gian mà được cái thông của tự tâm vạn vật yên ổn đó, thì nhất trường lê thứ kiến vô bi. Nhất trường là một tràng, mà lê thứ là mọi người, mà cụ thể là ông, sẽ thấy được cái không khổ, không sầu, không đau nữa. Cái đó mới là cái quan trọng. Thưa quý vị, nhận được những cái điều sâu sắc đó, cho nên ông chính đã quy thuận con đường tu hành, đã tìm đến cái sự an lạc, cái đời sống tu tĩnh của ông. Mình thấy có những cái vị người ta vậy. Thì bây giờ mình may quá, từ hồi nhỏ mình đã quy thuận cái tinh thần tu tĩnh theo giáo pháp của Đức Thầy. Bây giờ chỉ còn một việc nữa, đó là làm sao mình sống trở lại với tâm của mình, sống trở lại với cái đạo đức chân thật của mình, sống trở lại với thiện tâm của chính mình. Cái đó là cái quan trọng nhất. Vì thì cái đường chúng ta đã gặp rồi, bản đồ chúng ta đã nắm rồi, chỉ còn tu, chỉ còn đi nữa là xong. Còn không chịu tu, không chịu đi nữa thì thôi, không ai cứu mình nổi đâu. Cần có những cái người mà thực sự áp dụng cái đạo pháp vào đời sống, đó là quy thuận theo tinh thần đạo thức. Mình thực sự mình tu á, xin thưa quý vị, trên cái danh nghĩa là mình cũng có ăn chay, có cúng lại, có niệm Phật, nhưng chúng ta hỏi lại mình,
mình có thật sự quy thuận không? Mình có thật sự dám chấp nhận lìa bỏ những cái mê tối? Nếu chấp nhận quy thuận, chấp nhận lìa bỏ cái mê tối thì mình phải làm sao? Phải lánh trốn mê lầm, tỉnh cơn mộng quyển. Đó là người mới thật sự. Như vậy thì lánh trốn mê lầm là sao? Chữ mê lầm tức là tối tâm, là những cái lầm lẫn, cái giả mà cho là cái thật, cái không thật mà cho là thật. Đó là cái mê lầm. Bây giờ mình phải làm sao mình lánh cái chốn mê lầm này? Những cái điều mà lòng phòng lược phược của mình, mình phải làm sao mình tìm, mình xa lìa? Thì bây giờ cái chốn mê lầm nó có hai cái điểm chính. Cái thứ nhất đó là cảnh thế gian. Cái thứ hai là chỉ cho cái tâm mê, tức là cái tâm vọng động của mình. Thì tâm ở trong này nó vọng động thì nó gặp cảnh ở ngoài nó thích, nó ngộ, mình không kiềm chế được. Mình đã quen với cái tập tính đó, cho nên căn nhiễm trần nó sinh ra mê lầm, nó khổ khó đủ thứ hết. Cho nên ngài Trung Ấp nói đó, ở trong này nè, nó có cái con khỉ nó kêu ché ché, rồi ở ngoài á nó có con khỉ nó kêu ché ché nữa, thì hai con mới rập nhau. Thì ở trong này nó đã là mê lầm rồi, cho nên nó mới bắt đầu gặp cái mê lầm ở ngoài, nó mới tiếp tục nó nhận. Cho nên sinh tử, tử sinh, những cái điều mà khổ khó là bắt đầu chồng chất của cái sự khổ đau đều do sự mê lầm mà ra. Thành ra mình có trí tuệ là mình nhận ra cái đời sống này, cái vật chất này, cái của cải này, cái thế gian này nó có thật sự tồn tại không? Những cái đúng sai phải quấy, cái đó nó có tồn tại không? Những mà cái khổ đau người, cái buồn phiền cho người đó, nó có tồn tại không? Từ xưa giờ mình mang mển cái tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm oán ghét, tâm giận hờn, tâm buồn phiền, tâm ích kỷ, tâm ngã mạn, tâm nhỏ nhoi, tâm đủ thứ phàm tâm của mình, nó có ích lợi không? Nó có thật sự là cho mình đời sống an lạc không? Như vậy thì nó là những điều mê lầm. Mình phải làm sao? Phải tỉnh cơn mộng quyển, phải nhận ra mới được. Cho nên thân thưa về chữ tỉnh tức là hiểu biết, mà chữ mộng quyển tức là cái giấc chiêm bao không thiệt, chỉ cho cõi đời này. Vậy thì mình sống đây là chiêm bao hết, là mộng quyển hết, nhưng mà tu là tỉnh, nhưng mà có tu chứ chưa có tỉnh. Cho nên nhiều khi đó mình gặp những cái thứ mà kêu bằng tội lỗi đó, mình cũng biết vậy, nhưng mình tỉnh không nổi, mình vượt qua không nổi. Đã quyết chí tu đó, tìm con đường giải thoát, những cái số, những cái rượu chè, những cái thứ đó nó làm mình khổ đau đó. Mà nhờ hồi nào tới giờ nó nhiều thứ lắm rồi, mà bây giờ quyết chí tu mà gặp nó chịu cũng không nổi. Như vậy thì mình chưa có thật sự tỉnh, mình chưa có thật sự mà nhận biết được cái giác ngộ của tự tâm, cho nên chúng ta còn hỡi mờ mịt lắm. Thì còn hỡi mờ mịt lắm thì phải làm sao? Phải lánh trốn mê lầm, mấy chỗ đó né đi, phải xa ra. Thành ra cái chữ lánh ngoài cái chữ không làm ra, nó còn có một cái nghĩa nữa quý vị, đó là đừng có lại gần nó, đừng có đứng sát bên nó. Bởi vì tại sao Đức Thầy đã xác nhận rõ là nhân sanh còn hỡi ngà ngà giấc sai mà. Cho nên mình phải làm sao? Mình còn mê, mình cảm thấy mình không chủ trị được tâm mình, mình cảm thấy mình không chiến thắng được mình, thì thôi mình né đi. Bởi vì cái đó nó làm cho mình khổ đau sanh tử của nhiều đời nhiều kiếp rồi, còn cái gì nữa? Cái đó nó làm cho mình thân bại danh liệt rồi, còn gì nữa? Bây giờ mình phải nhận ra trần thế lợi danh giấc mộng tràn, nó chỉ là chốn mộng, là trường mộng. Cho nên mình phải cần tỉnh ra. Đức Phật Thích Ca lúc Ngài còn là một thái tử, xin thưa quý vị, Ngài, cái chuyện hiểu biết của Ngài về vấn đề sanh già bệnh chết đó không có được như mình đâu.
từ hồi nhỏ Ngài sống thành là một dương tử rồi. Từ khi cái lời dự ngôn của vua A của Ngài, Ngài A Tư Đà Tiên Nhân á, thì Tịnh Phạn Vương lại bắt đầu sợ Ngài xuất gia ra đi rồi. Từ chỗ đó che giấu, không cho Ngài biết trên đời này có cái gì là khổ hết. Khổ về bệnh, khổ về già, khổ về tử, Ngài không biết. Ngài không biết trên đời này có cái đó, Ngài bị che giấu. Còn mình cái đó thì sao? Huynh đệ mình sao? Biết quá nhiều, biết đầy hết á. Nếu nói ngày nào cũng biết thì nó hơi quá, chứ thực chất là không giờ phút nào chúng ta không cảm nhận được hết. Nhưng mà mình không có thật sự là giác ngộ, không thật sự tỉnh. Cho nên có cái lần đó, Thái tử cùng với một cái người tùy tùng đi dạo bốn cửa thành, thì gặp một cái người già mà run run chống gậy đi không nổi. Thái tử hỏi đó là gì vậy? Không biết già. Thì Sa Nạc nói và đó là cái người già. Hỏi già là sao? Nó già là đi không nổi, yếu, nhức, đau, khòm lưng, tóc bạc, răng rụng, mắt lờ. Thì Thái tử hỏi một câu thực sự là hay và giác ngộ: ta có già không? Thì xin thưa vị Sa Nạc nói, ai cũng phải già hết. Thì chúng ta mới thấy. Thì Ngài giật mình. Thì đến một ngày đi vào cửa thành, Ngài gặp một cái người bệnh. Ngài hỏi bệnh là cái gì? Bệnh là đau yếu, cơ thể bất hòa. Ngài hỏi ta có bệnh không? Ai cũng bệnh. Đến một ngày Ngài gặp một cái người chết. Ngài hỏi chết là sao? Sa Nạc bảo rằng chết là mọi hoạt động được dừng lại, con người coi như không có mặt trên cuộc đời. Và ta có chết không? Câu hỏi đó được Sa Nạc trả lời trực tiếp là tất cả ai cũng chết. Về đến kinh thành đó là không còn vui nữa, không có còn cái gì gọi là hạnh phúc nữa hết. Xin thưa quý vị, mình gặp thì gặp, nhưng rồi là thôi à. Và một lần nữa Ngài gặp một cái người mà phương phi, người đạo hạnh. Xin thưa quý vị, cho nên đó nha, cái lòng của Ngài nó, ủa cái người này là người nào? Thì nó là cái người tu. Thì Ngài mới nghĩ rằng chỉ có con đường tu mới thoát khỏi cái đạo đức. Vậy thì cái người tu đó là cái người mà đại diện cho cái tinh thần của cái sự giác ngộ và cái sự lìa khổ. Còn người thế gian thì người luôn luôn sống trong tứ đại. Cho nên chúng ta đó, mình là cái người kêu bằng là, xin thưa quý vị, là biết sinh tử luân hồi đó. Nhưng mà chúng ta đối với sinh tử luân hồi, chúng ta không có sợ, không có ngán. Và chúng ta cũng không có bao giờ nghĩ đến cái cảnh khổ của địa ngục một cách gớm ghê. Do đó chúng ta không có thật sự phát Bồ Đề Tâm. Nên về tới thành Ca Tỳ La Vệ trở về đó, là cái tâm Ngài phải tìm cách để giải thoát. Cho nên Đức Thầy dạy trong quyển 5 á, Ngài nói đến một đoạn là chúng ta cảm thấy: về đền đài cảm xúc buồn ghiêng, và để trí tầm phương giải thoát. Cho nên Đức Thầy diễn đạt cái điều này bằng câu: Đức Thích Ca xưa ở lầu đài, nghiệm tứ khổ nên Ngài tầm đạo. Cho nên Ngài quyết lánh chốn mê lầm liền. Phải tìm một cái con đường giác ngộ, đó là tỉnh cơn mộng quyển. Cái gương của Đức Phật sáng suốt, cái lòng tinh tấn đại hùng đại lực, đại cường đại từ bi của Đức Phật luôn luôn có. Cho nên trong một cái buổi tối, Ngài đã trốn thành cùng với Sa Nạc đi trên một cái con ngựa, mà lúc đó mà trong ảnh vẽ lại mà bay ngang cái sông Aroma. Thì xin thưa quý vị, con ngựa bay lên, thì trong đó người ta có vẽ các vị thiên thần đồ nữa. Thì các vị thiên thần đó là đại diện cho những thiện hữu trí thức, làm những cái năng lượng, năng cái gió để con ngựa nó bay lên. Nhưng mà đối với chúng ta,
chúng ta cũng cần có cái sức tinh tấn để cho chúng ta tỉnh cái chốn mộng quyển, tỉnh cái cơn mê lầm của mình lại, để mình làm sao nhận ra cái đời sống tu tỉnh của mình. Thì như vậy chúng ta cũng cần có những bạn lành, những thiện tri thức, cái tinh thần tinh tấn, cái ý chí cương quyết của mình, để mình tìm đến con đường giải thoát an vui. Chứ mình thấy cái đời này á, cái gì cũng khổ, cũng bệnh hết trơn á, chứ không phải là không. Quý vị thấy ăn cái gì vô mình cũng thấy cũng bất an hết trơn. Hồi nhỏ mình khác, mình gặp cái gì mình cũng nghĩ ăn, ăn cho nó bổ. Nhưng bây giờ khi lớn lên, gấp một cái miếng đậu hũ thôi, mình cũng cân nhắc. Vô thì nó dễ đó, chứ chừng ra rồi không biết làm sao. Cái bệnh tật nó đến. Cho nên trong kinh Bi Hoa nói, vào cái thời mạt pháp á, khi mà phước của chúng sinh á, mà nó hết á, nó bớt đi đó, thì ăn cái món gì nó cũng trở thành gươm đao, nó cũng trở thành độc hại, nó trở lại nó sát hại chúng sinh. Mình thấy cái lúc này mình mới thấy cái lời trong kinh Bi Hoa dạy, cái khổ khó của cái cõi ta bà. Cho nên mình phải làm sao nhận diện cái điều này, mình làm lánh cái chốn mê lầm, mình tỉnh cơn mộng quyển, nhận ra cái giả dối của cuộc đời, thì đó mới là trí tuệ. Đó mới là cái con đường sáng của sự thanh tịnh, của sự giác ngộ mà chúng ta cần phải tiến tới cái thành tựu của đời sống tu tỉnh, đạt được cái mục đích giải thoát. Hễ được vậy thì mình sẽ làm sao? Mình đi đến một cái ngưỡng cửa cao rộng hơn, một cái phương trời sáng láng hơn. Ngưỡng cửa cao rộng, phương trời sáng láng đó là gì? Đó là phá tan màn vô minh che phủ. Như vậy thì cái màn vô minh nó đã che mờ tâm trí của mình. Xin thưa quý vị, vô minh là cái gì vậy? Vô minh đó là tối tâm mê dốt. Đó là cái sự mà ràng buộc về cái tâm thức. Cho nên chúng sanh không hiểu rõ tất cả các pháp thế gian, không nhận được sáng suốt, thì gọi đó là vô minh. Trong giáo pháp của Đức Phật á, đại để là Phật Thiết Quyết Định Nghĩa Kinh có nói đến ba phần vô minh. Cái thứ nhất đó là si vô minh, tức là cái người mê mờ tâm tối chậm chạp, không hiểu các việc, đối với các pháp không tin tưởng, mà chỉ tin tưởng theo tà giáo ngoại đạo, và lại chấp nhận thực hiện những việc sai lầm như kiến thức cạn cợt, mà không gõ đến cái ngưỡng cửa giải thoát, thì đó gọi là si vô minh. Cái thứ hai đó là mê vô minh. Mê vô minh có nghĩa là tối tâm không hiểu, hoặc đối với tất cả các cảnh của trần mà không quán sát được nó, bèn khởi tâm ô nhiễm đắm đuối, mê cái gì thích cái đó mà không chịu buông, trở thành cái ghiền nhiễm, mà tập nghiệp của nhiều đời, thì đó gọi là mê vô minh. Cái thứ ba đó là điên đảo vô minh. Điên đảo vô minh là người có một chút hiểu biết, nhưng mà luôn luôn nó lộn tới lộn lui, và đối với tất cả các pháp đó luôn luôn có sự nghi ngờ. Cho nên tà kiến điên đảo nó khởi lên, làm cho con người lầm lạc. Vô thường thì cho là thường, khổ thì cho là vui, vân vân. Đó là điên đảo vô minh. Những cái vô minh đó nó đã che mờ cái tâm trí của mình. Thì xin thưa quý vị, không gì hơn đó là trong này và ngoài này, tức là tâm và cảnh thôi. Nó làm cho mình tối tâm, nó che khuất đi cái ánh sáng. Thì tâm trí của chúng ta là cái sáng suốt từ xưa đến giờ, nó ví như mặt trời, mặt trăng, mà bây giờ nó đã bị che khuất rồi. Cái khả năng nhận biết của mình nó không có còn nữa. Cho nên trong Phật Quang Đại Từ Điển giải thích cái chữ tâm trí, đó là tâm vi thể, trí vi dụng, nhĩ giả cử, cố xưng tâm trí. Có nghĩa là tâm là thể, mà trí là dụng. Hai món này mà hợp lại là tâm trí, tức là lòng của mình và sự suy nghĩ, nó đã bị tất cả các vật dục che mờ. Thì bây giờ mình phải làm sao? Phải phá cái bức màn vô minh. Thì phá bằng cách nào? Cái điều này là quan trọng. Đức Thầy dạy diệt vô minh phải nương thiền giác, muôn diệt điều tránh trực khôn ngoan.
Thì nương vào cái thiền giác, tức là cái con đò giác ngộ mà cụ thể đó là giáo pháp của Đức Thầy của chúng ta. Thì là giáo pháp của Đức Thầy đó là con đường, con thuyền giác. Lên thuyền phải làm sao? Phải bơi, phải tu. Được giáo pháp rồi phải tu. Cho nên hằng ngày mình đang sống với chánh tín, đang sống với công phu niệm Phật, đó là cái phương pháp diệt vô minh. Và vô minh nó là phiền não, nó là nghiệp chướng, nó là khổ đau. Bây giờ mình phải làm sao mà tu tỉnh để diệt được cái nghiệp chướng phiền não đó thì mới rồi là diệt vô minh được. Thành ra phải đi liền với cái đời sống tu tỉnh của mình, cái đời sống hành đạo. Còn nếu mà chúng ta không hành đạo, không chịu tu, thì xin thưa quý vị là vô minh chúng ta khó diệt lắm. Nó cứ dính hoài. Ngay cái chuyện mà mình mê tiền và vàng thôi, nếu mà mình không khéo là tâm trí của mình nó cuốn hút vào đó, mình cũng không biết mình làm gì luôn, chứ không phải không. Nó ủa sao làm gì cũng biết mà nói mình không biết làm gì. Thực sự là mình chỉ biết tiền thôi, không biết tội phước. Và có biết đi chăng nữa chúng ta cũng không quan trọng tới. Miễn làm sao đạt được mục đích, ngay cả cái giá trị, cái phẩm hạnh của con người mình cũng không quan tâm. Cái lòng tham, cái lòng sân nó khởi lên, nó dễ, nó làm mờ tâm trí của đời sống tu tỉnh của mình. Cho nên mình không có đủ cái điều kiện để cho mình phá tan cái màn vô minh đó. Mình phải làm sao mà có đủ cái công năng, công phu quán chiếu để phá. Chứ mê cái nào, nhiễm cái nào là mình dính vô cái nấy. Cho nên nói đến cái lòng mê á, cái lòng ham nhiễm, người thanh sĩ nói một đoạn: ham tiền bị hư thân lắm kẻ, mến bạc nhiều người nhẹ giá danh, gái thì bán mắt tiếc trinh, trai thì trộm cắp hoặc sanh gian hùng. Thân cho mấy khi lòng mến bạc, tình thân kia cũng nát như tương, tự mình bóp chết tình thương mà không sáng mắt bởi dương bạc tiền. Hết sáng mắt rồi, nó tối, nó vô minh vậy. Hay là câu, có cái đoạn khác ngài nói thế này: câu thắng bại khi lòa mắt tục, tự tay mình khuấy đục giá danh. Gái không còn trọng tiết trinh, ném xuân đổi bạc, gieo mình lấy ngân, chỉ có biết tiền thôi. Thì cái tâm trí của chúng ta trở nên mờ tối, trở nên khổ sở. Bây giờ mình đã là cái người tu, đã quyết chí rồi, mình phải làm sao tìm cách cái phá, cái tan cái màn vô minh che mờ tâm trí. Vì thì tâm trí mình, cái tâm trí nào nghĩ về cái vật chất, tiền tài, danh vọng mà để làm sao được cái đó đó, chúng ta tập từ từ. Cho nên Đức Thầy dạy tâm cần phải bình, trí cần phải tịnh. Giữ tâm cần phải bình, tánh cần phải tịnh. Cái giữ cái tư tưởng cho thanh cao, trí gắn tìm cái chân lý. Cái chân lý là cái đạo. Cho nên đó, tâm cần phải bình, tánh cần phải tịnh. Mình phải làm sao tâm mình cho nó yên ổn, cái trí mình phải tìm cái chân lý, thì mình mới có thể diệt vô minh. Cho nên trong những giờ phút nghe đạo, trong những giờ phút đọc lại lời của bậc thánh hiền, trong những giờ phút tu hiền, niệm Phật cúng lại, là nhờ phút mình sống với cái tâm định của mình để mình diệt vô minh trong đời sống. Cho nên có những vị người ta ý thức được cái vấn đề tâm vọng và ý thức được vấn đề thời gian, cho nên đời sống tu tỉnh người ta ráng lắm. Mình thấy các cụ, các bác, các chú của mình cầm cái sao chuỗi không có gời, luôn niệm Nam Mô Di Đà Phật, để đừng có cho vọng niệm nó khởi sinh. Vọng niệm khởi sinh vô minh nó dày sao. Phải quân tập cái thiện niệm, sống một cuộc đời sống như vậy, thì từ từ cái nó trở toàn thành cái chân niệm. Cái chân niệm không thì cái vọng niệm nó mất, thì trí tuệ sáng ra, thanh tịnh nó sáng ra. Thì cái người mà có trí tuệ sanh tịnh và sáng ra, thì người đó làm sao nhận được cái điều đó, thấy được cái điều đó, thì xin thưa quý vị sẽ lần bước trên con đường đạo hạnh thôi. Như vậy thì đạo hạnh là cái gì? Vậy là đạo lý và đức hạnh. Nói chung nó là đạo nghiệp. Trong Phật giáo gọi là đạo nghiệp, tức là công hạnh sống và tu theo cái đạo đức mà mình đã chọn. Cho nên Phật Quang Đại Từ Điển giải thích là đạo hạnh giả hữu tác đạo nghiệp, ý vị Phật đạo chi tu hành giả. Có nghĩa là đạo hạnh còn gọi là đạo nghiệp, ý nói người tu hành theo đạo Phật và con đường giải thoát. Vậy thì mình
biết cách để mình tu tỉnh, mình công phu, thì mỗi một bước chân của mình tiến tu, mỗi một lần mình hành đạo vậy, là mình đang bước lần trên con đường đạo hạnh, để mà tiến tới cái sự giải thoát. Cho nên đó, tùy theo cái tâm chứng của người mà người ta nhận diện đạo hạnh nó khác nhau. Cũng đồng một vật đó mà tâm lượng của một người tu nhìn khác, tâm lượng của một người đời nhìn khác. Tổ Văn Môn á, ngài có cái cây gậy, ngài đi đâu ngài cầm cái gậy. Một hôm ngài thượng đường, ngài lên ngài nói đạo với huynh đệ, thì ngài đưa cây gậy lên, ngài nói đây là cây gậy. Nhưng mà nếu là người mê, người phàm phu á, thì cho nó là có và cho nó là thật. Cái hàng mà nhị thừa đó thì sẽ đem ra phân tích, thì cho nó là không. Còn hàng duyên giác thì nhờ quán quyển, quán nhân duyên, nên xem nó là không có cũng không không. Do nhân duyên mà tụ, do nhân duyên mà tán, chứ hoàn toàn không có. Cho nên dòm bằng nhân duyên cũng là không, nhưng mà cái tầng không nó cao hơn. Còn hàng Bồ Tát đó thì dòm cây gậy này là quán triệt được lý không, bởi tâm đã chứng được hiện tiền thanh tịnh, nên gọi là đương thể tức không. Tức là cái không nó ngay nơi cái có đó, chứ không phải đợi suy nghĩ hay là đợi phân tích. Cái có nó ngay cái không, cái không nó ngay cái có. Đó là định lực bát nhã. Nhưng mà với tất cả các vị thiền sư thì cây gậy thì cho là cây gậy thôi, nó là như vậy. Cần đi thì đi, cần dùng thì dùng, không đi nữa thì thôi. Nhưng mà không được động đến, tức là không được để tâm nhiễm đến. Thì không được động đến, không được tâm nhiễm đến, thì tâm đó là tâm gì? Đó là tâm bất sanh bất diệt. Cho nên khi mà lần bước trên con đường đạo hạnh, từ một cái nhịp tu tỉnh của mình, mà mình nhìn cuộc đời này, mình nhìn vạn vật này bằng tâm niệm của mình. Cho nên người xưa nói, đầu tiên nhìn núi sông là núi sông, nhưng thời gian sau là không có phải. Núi sông không phải là núi sông. Nhưng mà ngày nào thành tựu được cái con đường tu tập thì nó y như thế, nó không có cái khác gì cả, thì núi sông vẫn là núi sông. Bởi tại sao khi đầu tiên mà mình tu, mình nhìn núi sông thì nó là núi sông thôi, không có gì cả. Thì núi là cái núi, mà dòng sông thì dòng sông. Nhưng mà thời gian tu tỉnh cao hơn là mình nhìn thấy sông nó vô thường, núi nó cũng vô ngã, nó không có do nhân duyên tạo. Nhưng một ngày nào mình chứng ngộ rồi thì vạn vật không ngoài tâm sanh, tất cả đều là như thế, không có cái gì khác. Nhất thiết di tâm tạo, một niệm sinh ra tất cả các niệm, thì cũng một sự việc mà tâm chứng của chúng ta, đời sống tu tỉnh của chúng ta sẽ tiến lên. Hồi trước á, mình nghe các cụ á, nói một cái câu mà mình nói ủa sao nó lạ, mình không hiểu nổi. Nhưng mà sau này mình nghe, mình thấy, nhớ lại thấy nó hay. Mấy chú mấy bác mình nói á, bữa nay đọc sấm giảng thầy tôi hiểu như vậy, nhưng mà tu hạnh thời gian sau rồi tôi lại hiểu khác. Tu hạnh thời gian sau tôi lại hiểu khác nữa. Tôi nói chàng ơi, không lẽ hiểu khác hoài rồi cái nào trúng cái nào sai, chân lý mà sao mà tùm lum khác vậy. Người xưa quý vị, tới chừng mà lớn lên mình thấy lời đó hay quá. Thật vậy. Cũng một cái sự việc đó mà người này thấy gì người kia thấy khác, tùy theo trình độ, khả năng, nhận thức, giới tính, học thuật, ngay cả già trẻ cũng vậy nữa, đều nhìn nhận khác hết, không ai giống ai. Nhưng mà quan trọng là cái đời sống tu tỉnh mình từng bước mình nhận ra, mình phải bỏ cái kiến chấp, tức là cái cũ. Cho nên Tổ Văn Môn nói đó, cần đi thì đi, cần dùng thì dùng, nhưng không được động đến. Không động đến là không chấp vào nó. Không chấp vào nó thì mới có hỷ xả, mới có buông bỏ, thì tâm thức chúng ta mới cao lên, đời sống tu tỉnh chúng ta mới sáng lên, trí tuệ chúng ta mới quang minh lên, thì mới tiến vào cái ngưỡng cửa đạo hạnh, mới đạt được cái thành tựu giác ngộ.
còn cứ chấp khăng khăng phải như thế, phải như vậy, thì xin thưa chư đồng đạo, chúng ta khó. Có thể hoàn cảnh, có thể ở bên ngoài, thì chúng ta với một cái phương thức giữ gìn giới luật thì chúng ta cần phải giữ cho đúng. Nhưng cái hiểu về tâm, cái hiểu về mọi người, chúng ta không nên khăng khăng, mà luôn luôn nhìn sự việc bằng tinh thần tiến hóa cao lên. Cho nên cũng đồng là nước uống, nhưng mà một cái người mà trẻ tuổi là uống cà phê sữa, nhưng mà người già thì uống cà phê đen. Đứa bé mà nó lớn lớn đem nó ly cà phê đen là nó le lử, nó không chịu, nó thích cà phê sữa. Nhưng mấy ông già vẫn thích cà phê đen. Sầu đâu nó đắng cỡ nào không. Vậy mà có những người ăn ngon quá, có người nhỏ tuổi đâu có ăn được. Đắng cái gì đó nha, uống nước vào mà còn đắng thì sao ăn. Mỗi cái cảm nhận của một con người nó khác hết. Cái đời sống tu tỉnh, lần bước lên cái ngưỡng cửa đạo hạnh là chúng ta luôn luôn bỏ cái kiến chấp của mình. Thì bỏ cái kiến chấp đó, chúng ta mới diệt được cái mê si trong lòng của mình, diệt được cái tối tâm mờ dại. Thì cái đời tu của chúng ta mới đi đến cái chỗ gọi là gì? Đức Thầy nói đi đến chỗ bất diệt bất sanh. Đó là chứng ngộ. Thưa quý vị, bất diệt bất sanh là cái gì? Đó là nghĩa của chữ Niết Bàn. Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh của bậc giác ngộ. Trong kinh Niết Bàn chép như thế này: Niết ngôn bất sanh, bàn ngôn bất diệt, bất sanh bất diệt, đại Niết Bàn. Có nghĩa là niết là bất sanh, bàn là bất diệt, bất sanh bất diệt gọi là Niết Bàn. Vậy thì tâm mình không sanh, tức là không khởi vọng niệm, thì không khởi vọng niệm thì nó đâu có cần diệt. Tâm mình còn sinh, gặp cảnh sinh, gặp cái gì cũng sinh hết. Cho nên nó sinh rồi nó sao, nó diệt, rồi nó diệt, rồi nó sinh. Cho nên phàm phu, khi mà ngày nào mình tu tỉnh, mình diệt được cái tâm sanh diệt đó, mình sống được với cái trạng thái thanh tịnh trên con đường đạo hạnh của mình, thì mình là chứng ngộ. Cho nên Niết Bàn tức là không sanh không diệt, mà không sanh không diệt là không còn sanh tử. Cho nên sanh là sanh mà diệt là tử, sanh diệt là sanh tử, không sanh diệt là lìa sanh tử. Mà người không còn sanh tử, người đó là gì? Ra khỏi luân hồi. Cho nên Ngài Thanh Sĩ dạy, cho nên lòng không hề luyến ái, chỉ tìm qua thế giới bất di, tức là cõi đấng từ bi bất sanh bất diệt, vĩnh kỳ lạc an. Đó mới là cái nơi yên vui, cái đó là cái nơi thanh tịnh. Hay là mẹ đấy con, nghiệp không lôi kéo, được tự do trực đáo Niết Bàn, cùng các hàng Bồ Tát đồng hàng, làm chủ các con đàn sanh tử. Tức là cái đường sinh tử mình làm chủ được. Lúc đó bạn lữ, những người thân cận của mình, đó là những bậc đại Bồ Tát, những bậc đại tu hành thành tịnh. Mình chiến thắng được tất cả các thứ phiền muộn. Nhưng mà cái cốt yếu của Niết Bàn, ngoài cái cảnh bất sanh bất diệt của cái cảnh thanh tịnh của bậc giải thoát, thì luôn luôn chư đồng đạo của chúng ta phải nghĩ nó là ngay từ tâm này, ngay nơi đây. Nếu mình lìa bỏ phiền não như đã nói trên, thì chúng ta cũng thành tựu được quả chứng của Niết Bàn vậy. Cho nên Niết Bàn là phải trở lại tự tâm. Tâm đó là nhân, thì cảnh giới thanh tịnh của chư Phật mới là quả. Nếu không có nhân, nhất định sẽ không có quả. Nhân Niết Bàn thì sẽ quả Niết Bàn. Muốn đạt nơi bất diệt bất sanh, phải trở lại bổn tâm thường trụ, nhớ lấy cái chân tâm làm chủ, sẽ không lầm các thứ vọng trần. Chủ được tâm thì đạo được gần, không làm chủ được tâm xa đạo. Không thắng được lòng mình, không chủ được tâm mình, thì đừng có nói là chúng ta đạt được gì mất công. Bất quá đời sống tu của mình có phước thôi. Xin thưa quý vị, trong cái phần tam nghiệp, mà phần ý nghiệp này đó gồm có tham sân và si. Nhưng tham sân si này là chỗ chứng của hàng chư thiên, chưa phải là chỗ hứng chứng của hàng
chứng ngộ lìa sinh tử hoàn toàn. Cho nên đó, khi mà mình thành tựu được cái tam nghiệp này đó, thì phải cần tiếp tục hành trì tới bát chánh đạo mới ra khỏi luân hồi sinh tử. Nhưng nó là cái con đường để chúng ta đi đến chỗ bất diệt bất sanh, tức là niết bàn thanh tịnh ở phía sau. Nó là con đường nhất định mà ai cũng phải đi, cần phải đi qua. Cho nên khi mà chứng được cái niết bàn mà của hàng A-la-hán Bồ-Tát mới thật sự giải thoát, thì bây giờ chúng ta sau khi nhận diện được thập ác tam nghiệp này mà hành trì, thì xin thưa quý vị, chúng ta đang đi trên cái con đường gần đến để bước qua cái ngưỡng cửa của bất diệt bất sanh đó. Cho nên đó, người mà hành trì được cái ác mê si này, đoạn diệt được cái tà kiến của mình, thì sẽ có cái 10 cái pháp công đức. Thì cái công đức của mình nó có 10 phần để có thể tiến tu cao hơn. Cái thứ nhất đó là đất chân thiện ý lạc, chân thiện đắng lử, có nghĩa là được ý an vui, và được bạn hữu thân thiện, có nghĩa là khi chúng ta biết được mê si, xa lìa được tà kiến đó, thì ý của chúng ta được chân thật, và mọi người đều có thể gần gũi. Chẳng những bản thân mình được chân thật an vui, mà mọi người xung quanh mình, bè bạn mình cũng thấy an vui. Cái thứ hai là thâm tính nhân quả, ninh nguyên thân mạng, chung bất tác ác. Thâm tính nhân quả tức là tin sâu nhân quả. Khi nào chúng ta cảm nhận được cái mê si này, chúng ta mới thật sự tin sâu nhân quả. Còn mình bây giờ mình tin nhân quả thôi, chứ chưa thật sự tin sâu. Cái người tin sâu nhân quả không có khởi phiền não. Còn khởi phiền não là chưa tin sâu nhân quả. Bởi vì cái người ta mà làm phiền mình cái gì đó, thì cũng cái nghiệp của mình chứ. Nên hiểu tin sâu nhân quả, ta không có buồn. Nên khi mà mình cảm nhận được hành trì các mê si này, thì cái đầu tiên trong cái phần thứ hai này, đó là mình có cái lòng tin sâu vào nhân quả. Cho nên khi mà có cái lòng tin sâu vào nhân quả đó, thì dù cho có chết bỏ thân mạng này, cho nên cái chữ Hán là ninh nguyên thân mạng đó, tức là bỏ thân mạng này, thì chúng ta vẫn giữ con đường tu của mình trọn lành để không sinh tất cả các niệm ác. Ở đây là cái điều mà cương quyết trong cái đời sống của người nhận ra cái điều đó. Cái thứ ba là thành tựu cái vấn đề quy y tam bảo đó. Phần chữ Hán nó là quy y Phật chư duy thiên đẳng. Có nghĩa là lòng lúc nào cũng quay về giác ngộ, chân chánh thanh tịnh, những cái đường hướng mà ma quái rồi đó không bao giờ xâm nhập người này được, luôn luôn sống với giá trị chánh chân. Cái thứ tư là trực tâm chánh kiến, vĩnh ly nhất thiết, kiết hung nghi võng. Có nghĩa là tâm hoàn toàn thẳng ngay, thấy biết chân chánh, xa hẳn các sự ngờ vực, xấu tốt gì, kiết hung gì, đều lìa hết. Tức là đi bằng cái con đường chánh, không còn khởi tâm nghi ngờ nữa, sống tốt. Cái thứ năm là thường sanh nhân thiên bất cánh ác đạo. Có nghĩa là nếu tiếp tục trở lại thế gian để tu nữa hay làm một cái việc gì đó, thì người này sẽ sinh ở cảnh tốt đẹp, người thì tốt đẹp, hoặc sinh vào cảnh trời tốt đẹp mà không rơi vào tất cả các cảnh dữ đường dữ được. Bởi vì cái thấu triệt được cái tâm mê si của mình. Cái thứ sáu là vô lượng phước huệ chuyển tăng thắng. Có nghĩa là phước và trí đó luôn luôn lúc nào cũng có, và càng lúc càng nhiều thêm. Bởi vì hiểu nhân quả, thấu suốt được việc làm, cho nên phước báo càng lúc càng tăng, càng lúc càng lớn, nó nhiều thêm như vậy, chứ không có thể ít được. Cái thứ bảy là vĩnh ly tà đạo, hành ư thánh đạo, tức là xa lìa tất cả con đường khổ khó, tà ác, mà chỉ sống và thực hiện với con đường của chân chánh, con đường của thanh tịnh, để tiến đến cái ngưỡng cửa bất sanh bất diệt là giải thoát. Cái thứ tám là bất khởi thân kiến, xả chư ác nghiệp. Có nghĩa là chẳng có gời cái sự sáng suốt của thân, và bỏ đi tất cả các nghiệp ác. Thì thân năm quẩn này nè, người ta không còn chấp vô nữa, mà luôn luôn vun bồi phước đức và tạo thành cái nghiệp lành, không có gây cái nghiệp khổ.
Cái thứ chín là trú vô ngại kiến, tức là trụ vào cái thấy vô ngại, đoạn dứt đi cái tà kiến, thấy biết một cách chín chắn xuyên suốt, không bị những cái điều kiến hoặc mê mờ làm cho sai chạy thiên lệch hay bị ngăn che trên con đường tu hành học hiểu chánh pháp. Cái thứ 10 là bất đọa chư nạn, tức là không bị tất cả các tai nạn, không đọa vào tất cả các kiếp khổ, bởi vì cái người này đã nhận ra được cái mê si tà kiến, cho nên luôn luôn sống với sáng suốt, thì cái hành động lúc nào cũng hợp với cái chánh pháp, cái ngôn ngữ lúc nào cũng đúng với cái thiện nghiệp, cái ý niệm lúc nào cũng xa rìa các khổ đau, cho nên sống một đời sống hoàn toàn thanh tịnh. Đó là những cái phước báo gọi là thành tựu 10 cái công đức pháp của cái người tu tỉnh, nhận diện ra được cái ác mê si mà xa lìa là như thế. Thì xin thưa với anh chị em, cô bác của chúng ta, thì cái chương trình học trong cái buổi của chúng ta hôm nay đến đây cũng đã là tạm xong. Mong rằng chư đồng đạo của chúng ta lúc nào cũng cố gắng quay trở lại lòng mình, thực hiện lời chỉ dạy của Đức Thầy, để cho chúng ta có được một cái đời sống an lạc. Và cái niềm an vui nó đến với chúng ta trong những phút giây mà chúng ta biết quay trở lại và chúng ta tìm được cái con người thật của mình mà xưa nay mình bị thất lạc. Thì thôi, giờ cái buổi giảng hôm nay đến đây là xong. Xin cảm ơn chư đồng đạo, chư huynh đệ đã lắng nghe. Một lần nữa xin cầu nguyện chư đồng đạo chúng ta có một ngày bình an nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.